Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Boss là Ác Nam của tác giả nữ Trương Huệ. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh vào khung giờ cố định 12:30 mỗi trưa. Ngay bây giờ thì ông Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 10 của Boss là Ác Nam, tác giả Trương Huệ và thể hiện qua chất giọng quen thuộc của ông Nhung. Thế nhưng bây giờ tôi biết phải làm thế nào. Tôi nên cố chấp ở bên anh, để một mình anh gồng gánh tất cả. Hay là tôi nên rời xa anh, trả lại cuộc sống bình yên như tôi chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu tôi đi rồi, thì bản hợp đồng đó ai là người thực hiện? Nếu như vậy thì bố anh chắc chắn sẽ làm khó anh. Một đứa trẻ như ông ấy mong muốn, làm sao mà có được. Tôi gần như muốn phát điên lên bởi những suy nghĩ vướng vào nhau, không biết làm cách nào để mà tháo gỡ. Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn anh. Anh đi về phía tôi. Nhìn anh đưa cánh tay ra muốn ôm lấy tôi nhưng lại ngập ngừng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy anh. Em xin lỗi. Em chẳng giúp ích được gì cho anh cả. Ở bên cạnh anh chỉ khiến anh gặp rắc rối thêm thôi. Cũng không biết lấy lòng người khác. Nếu như em không khéo một chút thì có lẽ sẽ ghét chúng ta. Anh lo lắng gạt nước mắt trên mặt tôi rồi gặng hỏi. Nói cho anh nghe, hôm nay nhà đã xảy ra chuyện gì? Tôi có nên nói cho anh biết những điều mà Chi đã nói với tôi không? Tôi có nên kể cho anh nghe tất cả hay không? Liệu anh có tin tôi? Hay anh sẽ tìm người con gái mà anh đã quen bao nhiêu năm? Tôi ngập ngừng. Cuối cùng tôi lựa chọn không nói, là vì tôi chẳng biết phải nói như thế nào cả. Cánh tay anh ôm lấy tôi vững vàng, giọng nói của anh vẫn trầm ấm như mọi ngày. Đừng khóc, có chuyện này anh muốn hỏi em. Biết anh là một tên lưu manh rồi, có cảm thấy sợ anh không? Tôi ở trong lòng anh vội vàng lắc đầu và phủ nhận. Tôi sao có thể sợ anh được chứ? Tôi yêu anh còn không hết. Em không sợ, cũng không ghét anh, rất thích. Nói cho anh nghe, tại sao hôm nay em lại hỏi anh mấy điều này? Anh bây giờ rất giống một cảnh sát, còn tôi chính là tội phạm. Anh giống như đang hỏi cung tôi vậy. Tôi chỉ sợ mấy lời nói dối của mình sẽ bị ngay anh phát hiện. Chẳng sớm thì muộn tôi sẽ khai ra hết thôi. Ở trước mặt anh tôi chẳng hề có một chút bản lĩnh nào cả. Tôi nên tin tưởng vào anh. Một mình anh có thể vượt qua nhiều chuyện như thế thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng tôi cũng không nói cho anh biết những gì mà Chi nói với tôi. Tôi không muốn anh lo lắng. Chỉ là em nghĩ tới mấy người mặc áo đen mà em gặp thôi. Xong rồi em lại xem mấy bộ phim ấy. Rồi nghĩ tới lúc gặp anh, anh lại như đá ấy. Xong rồi em nghĩ tới mấy người xã hội đen, nên em mới hỏi thôi. Thật không? Thật mà. Chồng không tin em à? Tin chứ. Ngoài em ra anh chẳng tin một ai cả. Nghe câu ấy xong tim tôi như nở ngàn đóa hoa vậy. Tiện thể nhõng nhẽo. Chồng ơi. Anh nhìn tôi và dịu dàng hỏi. Có chuyện gì nào? Tự nhiên em thấy mỏi chân quá. Chồng bế em đi. Hôm nay em còn chưa tắm đây này. Muốn anh bế thì tắm. Chồng mà không bế em đi tắm là tối nay em ở bẩn luôn đấy. Thôi được rồi, em trông có khác gì một đứa trẻ đâu cơ chứ. Anh vòng tay ôm lấy tôi rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi cứ thế mè nheo. Chồng nói thế thôi chứ chồng thương em nhất đúng không? Ừ. Xong rồi em có làm gì sai chồng cũng không mắng em đúng không?
Cùng lắm chỉ đánh cho một cái chứ không mắng. Nếu em đau thì sao? Thì anh sẽ đau lòng. Vậy sao chồng còn đòi đánh em? Lúc ấy là ở trên giường. Và vũ khí để sử dụng cũng là một loại đặc biệt. Câu nói của anh khiến cho hai má tôi đỏ ửng. Trời ơi, xấu hổ chết đi mất. Mà khoan đã, tôi có phải là một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên biết hơi trai đâu. Ấy thế mà khi ở gần bên anh, tôi lại có thể vô tư đến như thế. Anh chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho tôi sau bao nhiêu ngày mất hạnh. Cảm ơn anh vì anh đã yêu và bao dung cho tôi. Anh đặt tôi vào trong nhà tắm. Anh tự pha nước ấm. Anh còn nhỏ vào đó và giọt tinh dầu thơm. Xong rồi, có cần anh cởi đồ tắm luôn cho không? Tôi ngay lập tức gật đầu. Nhìn tôi lúc ấy không thể nào biến thái hơn. Anh chán nản kéo tôi lại. Lúc đưa tay chạm vào cúc áo của tôi thì tôi nhìn anh và phụng phịu. Nhìn chồng giống như là bị ép buộc ấy. Hay là chồng không muốn chăm sóc cho em? Không có. Vậy chồng cười cho em xem đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có nụ cười méo mó như vậy. Nhưng mà anh vì tôi mà cười. Chỉ cần tôi muốn thì anh đều làm hết. Hạnh phúc không phải chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn cần cái gì nữa đâu. Thế rồi nhớ ra một chuyện, tôi lập tức nói với anh. Em ở nhà chán lắm. Hay là chồng cho em đến công ty làm việc với chồng? Đến công ty để mà phá đồ ra à cô? Anh đừng có mà nói quá lên như thế nhé. Em đâu có ba phá cái gì bao giờ đâu. Thế bây giờ có đi tắm không nào? Tắm đi, để anh còn tắm chứ. Em muốn tắm chung. Em muốn chồng ký lưng cho em cơ. Cái đồ háo sắc. Em háo sắc thì làm sao? Em nhìn chồng em chứ có nhìn chồng hàng xóm đâu. Chồng mau tới đây em cởi quần áo cho. Nhân tiện tiểu để cũng để em chăm sóc luôn. Nhá. Có thể nụ cười này hôm sau sẽ vụt tắt. Có thể anh của ngày hôm nay và những ngày sau này lại là của người khác. Nhưng mà giây phút còn bên anh, tôi muốn sống thật trọn vẹn. Muốn yêu anh hết lòng. Muốn cùng anh tận hưởng trọn vẹn hai chữ yêu thương. Ở bên cạnh anh tôi rất muốn sống như một đứa trẻ. Chẳng muốn lớn lên một chút nào. Muốn được anh cưng chiều. Muốn được anh quan tâm. Muốn được anh chăm sóc. Muốn được tất cả mọi thứ. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh. Kiễng chân lên hôn chụt vào môi anh một cái. Và lại bắt đầu mè nheo. Chồng ơi, em muốn tắm với anh cô. Hôm nay lạ lắm. Rất giống đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì đâu mà. Em chỉ muốn được chồng cưng chiều thôi. Có lúc nào không cưng chiều sao? Lại đây. Tôi bước về phía anh. Chẳng một chút ngại ngần. Tôi để cho anh cởi quần áo trên người tôi. Xong tất cả anh lại nhẹ nhàng bế tôi lên rồi đặt vào trong bồn tắm. Ngâm mình một lát đi. Nước ấm sẽ làm cho em bớt mệt mỏi đấy. Tôi không đi làm gì cả. Chỉ ở nhà vậy thôi mà anh tôi sợ tôi mệt. Còn anh thì đi làm vất vả cả ngày. Đi về tới nhà lại phải chăm sóc cho tôi. Tôi thực sự quá đáng rồi. Cảm thấy có lỗi với anh quá. Sau này tôi hứa là sẽ ngoan. Và sẽ không để anh phải mệt. Tay chân rảnh rỗi tôi hắt nước vào người anh đến mức ướt như chuột lột. Anh chẳng tức giận. Cũng không cáu gắt. Chỉ đơn giản là tắm cho anh và cho cả tôi rồi ném tôi lên giường không thương tiếc. Em muốn khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi à? Không có mà. Em là ai? Là Tiểu Yêu Tinh à? Cái gì mà ơ? Nếu như em không phải là Tiểu Yêu Tinh thì làm gì có chuyện em khiến cho anh điên đảo đến như thế này? Em á? Em làm gì có? Cái đồ đáng ghét này. Sao câu nói ấy là một sự trừng phạt? Nhưng mà cái sự trừng phạt này lại khiến cho tôi vô cùng kích thích. Đôi môi của anh khiến cho tôi không có cách nào cứng lại được. Nó di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Như chạm tới từng dây thần kinh trên người tôi. Ngày hôm nay không nhẹ nhàng. Ngày hôm nay anh có một chút điên cuồng.
Anh thậm chí còn lưu lại trên cổ tôi một dấu hôn. Và ngày mai tôi chắc chắn sẽ tìm cách để cho mẹ chồng tôi nhìn thấy nó. Đêm hôm ấy là một đêm cuồng nhiệt. Tôi với anh quấn lấy nhau, không biết mỏi mệt. Cho tới tận khi chân trời ửng đỏ, lúc ấy cả hai mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, anh vẫn dậy sớm đi tập thể dục. Trước khi dậy còn cẩn thận kéo chăn cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi tỉnh ngủ rồi nên vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh nhìn tôi và cười dịu dàng. Em ngủ đi, anh đi tập thể dục. Em muốn đi cùng với anh cơ. Không phải bình thường em rất lười vận động hay sao? Tự nhiên hôm nay lại muốn đi. Em chỉ muốn trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh anh thôi mà. Nói năng linh tinh cái gì thế? Trong phim ngôn tình nữ chính hay nói với nam chính như vậy lắm. Người ta gọi là lãng mạn. Anh chẳng biết cái gì cả. Ừ thì lãng mạn được chưa? Dậy đi nào. Em mỏi chân quá. Mỏi chân vậy thì ngủ tiếp đi. Chồng chẳng quan tâm em gì cả, cũng chẳng thương em gì hết. Thế bây giờ anh phải làm như thế nào thì mới được coi là quan tâm em đây? Em muốn anh ôm em đi đánh răng. Thế có cần phải rửa mặt luôn cho không? Nếu mà được chồng em chăm sóc như thế thì em sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thôi, em không cần phải vào nhà vệ sinh làm gì đâu. Em cứ ngồi yên ở đây. Anh lấy nước và lấy khăn mặt mang tận nơi cho em. Như vậy thì làm sao mà được anh ôm đi cơ chứ? Anh cuối cùng rơi vào trạng thái bất lực. Phải chiều theo ý tôi. Nếu không chắc đến tận trưa anh cũng không đi tập thể dục được mất. Tôi bới tung trong tủ quần áo mới lấy được một bộ để có thể mặc đi tập thể dục. Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao. Cái lớp vải dày dặn kia cũng chẳng thể nào mà che đi được cơ ngực rắn chắc của anh. Như thế này thì chẳng phải nhiều người sẽ được bổ mắt hay sao? Nhưng lại chẳng thể nào cấm anh ra ngoài được. Tự nhiên lại muốn trêu chọc anh quá. Không biết người nhà anh có biết ghen không nhỉ? Nếu như anh ghen thì sẽ như thế nào? Tôi thực sự tò mò. Thế rồi một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đầu. Đi về cùng anh, nhưng mà ánh mắt lại liếc nhìn một người đàn ông đang tập tạ. Thế rồi người nào đó lập tức dừng lại, trực tiếp áp hai tay lên nhìn tôi, ép nhìn về phía anh. Ánh mắt không mấy dễ chịu. Em nhìn gì thế? Tôi vô tư trả lời. Người đàn ông kia có nhiều cơ bắp quá. Chắc là tập mất nhiều thời gian lắm anh nhỉ? Anh nhìn về phía người đàn ông ấy rồi lại nhìn tôi. Cũng có gì đâu. Anh nhìn lại đi. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn kia kìa. Anh không có những thứ đó sao? Anh có. Nhưng kỳ thực nó hơi nhỏ. Nhỏ? Đáp lại câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu chắc nịch. Lần này anh giận thật rồi. Mặt nhìn còn đen hơn cái đít nồi nữa. Thôi xong, tôi tiêu đời thật rồi. Có khi lại bị anh giận cho mấy ngày thì khổ. Anh không nói gì cả, cứ thế đi về phía trước. Tại tôi chạy gấp đôi tốc độ bình thường mới có thể đuổi kịp anh. Chồng ơi, đợi em với. Em mệt sắp chết rồi đây này. Chồng đi chậm một chút được không? Lúc tôi gọi anh vẫn cứ đi. Sau đó anh bất ngờ dừng lại khiến cho tôi không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng anh. Anh quay lại lườm tôi một cái rồi đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đau. Chạy theo anh làm cái gì? Không phải thích mấy cái anh cơ bắp đấy sao? Sao không ở lại ngắm thêm một lúc nữa? Em làm gì có thích cơ chứ? Chẳng qua lúc ấy vô tình nhìn thấy nên nhìn một chút thôi. Chứ thực ra trong lòng em chồng là đẹp nhất. Vậy cơ đấy. Lúc nãy rõ ràng anh nghe thấy có người nói của anh nhỏ. Đâu có nhỏ. Em lúc ấy chỉ là nói đùa một chút thôi. Đùa một chút xíu thôi mà. Thật sao? Thật mà. Bỏ qua cho em lần này. Nếu lần sau còn dám nhìn người khác ấy, thì xong trở về nhà em đừng có mong rời khỏi giường. Đây là một lời đe dọa sao? Sao mà nghe nó lại mờ ám đến như vậy nhỉ? Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và cả giọng nói cũng dịu dàng. Có đau không? Tôi ngay lập tức gật đầu. Để rồi chẳng tập tành gì nữa, anh cõng tôi về nhà. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi,
Ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Nhưng trong lòng tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất. Đó chính là hạnh phúc. Sau khi trở về nhà thì anh đi làm luôn. Bố chồng không có ở nhà nên anh cũng không ăn sáng ở nhà. Ngày hôm nay không biết mẹ chồng có mời chị đến ăn cơm hay không. Nghĩ tới cái chuyện phải gặp cô ta là khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Mẹ chồng vẫn vậy, vẫn tranh thủ từng giây từng phút để kiếm chuyện với tôi. Vẫn là cái giọng nói ngọt ngào như một lưỡi dao nhọn ấy. Vẫn là ánh mắt. Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả ánh mắt của bà như thế nào cho chính xác. Nhưng mà thực sự nó khiến cho người ta không thể nào có cảm tình nổi. Cứ như thế này chẳng mấy chốc mà có em bé nhỉ. Có khi có em bé rồi lại để cho người khác nuôi. Mình thì bị đuổi ra khỏi nhà ấy chứ. Thật sự muốn vứt bỏ cái vỏ bọc hiền lương này mà lao vào túm cổ áo bà ấy vả cho vài cái. Nếu bây giờ tôi đang ở một thân phận khác, hoặc nếu như tôi không đem lòng yêu thương anh, thì số phận của bà coi như xác định. Nhưng tất cả mọi thứ đều nằm ở hai chữ nếu như, mà tôi chẳng thể thay đổi được những điều đang xảy ra. Vậy nên tôi vẫn phải nhẫn nhịn. Mẹ đừng có nói ra những điều cay độc như thế. Dù sao bây giờ con cũng là con dâu của mẹ. Người ta vẫn nói con dâu chính là con mình. Hơn nữa con thấy ngôi nhà này ở là hoàn toàn hợp cả tình lẫn lý. Mẹ đừng để những lời nói này người ngoài nghe được. Nếu không người bị cười chê là chính mẹ đấy. Hôm nay cô còn dám lên giọng dạy đời tôi cơ à? Đừng tưởng được chồng yêu thương mà muốn làm gì thì làm. Tôi chán chẳng thèm đưa có bà ấy, nên xin phép qua loa rồi đi lên phường. Tâm trạng tệ hại như thế này, làm sao mà nuốt nổi cơm cơ chứ. Vậy nên bữa sáng bỏ qua cho rồi. Tôi tự dọn dẹp sắp xếp căn phòng của mình cho đỡ nhàm chán. Khoảng một tiếng sau khi gặp mẹ chồng thì phòng tôi cũng có tiếng gõ cửa. Giờ này chắc chắn không phải là anh rồi. Vậy thì có thể là ai được. Mặc dù có suy nghĩ nhưng mà tôi vẫn ra mở cửa. Người đứng ở cửa không ai khác chính là Chi. Cô ta lại tới đây. Bây giờ còn muốn nói chuyện với tôi. Cô ta nhất định làm ra những chuyện như thế này sao? Cô lên phòng tôi làm gì? Ngoài tìm cô ra thì cô nghĩ là tôi muốn làm gì? Cô tìm tôi để làm gì? Cô không nhớ những gì mà tôi nói hay sao? Không phải nói là 3 ngày. Chưa hết một ngày đã muốn biết kết quả. Cô ta tự đi vào trong phòng với nụ cười mỉa mai. Tôi biết là cô không tin tôi, cũng không tin tôi có thể cho anh Lâm vào tù. Vậy nên hôm nay tôi tới đây để cho cô xem mấy thứ này. Chắc chắn sẽ khiến cho cô suy nghĩ nhanh hơn đấy. Cô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn cho cô xem một vài tập phim thôi. Cô ta lấy ra một chiếc USB rồi kết nối với máy tính. Tôi thực sự không tin vào mắt mình. Người trong đoạn video chính là anh. Mặc dù tôi không biết lý do tại sao, nhưng người bị anh đánh được rồi rất thảm hại. Không chỉ dừng lại đó, theo như chọn trong đoạn video, tôi có thể thấy được anh chính là bảo kê của rất nhiều nhà hàng khách sạn, thậm chí là cả sòng bài. Vẫn chưa dừng lại, cô ta còn có cả bằng chứng công ty của anh trốn thuế. Kinh doanh bất động sản chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chứ thực ra là để hoạt động những thứ không được luật pháp công nhận. Cô ta nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của tôi thì cười vui vẻ. Đây chưa phải là tất cả đâu. Anh ấy có khi còn làm nhiều chuyện mà cô và tôi không thể nào tưởng tượng hết được. Cô nghĩ sao? Nếu như tôi nộp mấy thứ này cho công an, họ sẽ điều tra. Đến lúc ấy thì nhiều chuyện sẽ bị lộ ra. Có khả năng là mất cả tài sản. Công ty chắc chắn sẽ bị niêm phong. Còn anh ấy không ngồi tù mới là lạ. Tại sao cô lại có được những thứ này? Làm sao mà tôi có được thì cô không cần biết. Cô chỉ cần biết là ngoài cái USB này thì tôi còn rất nhiều cái khác nữa. Cho dù bây giờ cô có lấy được cái này thì cũng không thể nào lấy được những cái khác. Cách duy nhất để cô có thể bảo vệ anh ấy chính là rời xa anh ấy. Cô ta nói xong thì rời đi, để lại trong lòng tôi một mớ hỗn loạn. Người đàn ông của tôi,
người đàn ông tốt nhất trong lòng tôi. Nếu như tôi cố chấp ở lại, thì anh ấy sẽ phải đối mặt với những cái gì? Tôi mặc dù không hiểu gì nhiều, nhưng cũng đủ hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chưa biết là anh có phải đi tù hay không, nhưng mà nếu để các cổ đông trong công ty biết được, thì chức vụ của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì bao nhiêu cố gắng của anh sẽ đổ sông đổ biển, nhân viên trong công ty của anh sẽ mất việc. Tôi phải làm sao? Làm sao bây giờ? Nếu như mà tôi rời đi, cùng lắm anh chỉ không làm chủ tịch thôi. Còn nếu như tôi ở lại, lỡ anh phải đi tù thì sao? Hay là tôi cứ rời anh, trả lại anh cuộc sống bình yên, để những ngày tháng sau này của anh luôn được vui vẻ. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà lập tức rời đi. Không cần mang theo đồ đạc, cũng chẳng mang theo gì hết, để tránh bị nghi ngờ. Tôi không hề nghĩ rằng đó chính là quyết định ngu ngốc nhất của cuộc đời tôi. Anh gọi em à? Tôi gọi cậu tới đây là muốn cậu làm một việc. Dạ, anh cứ nói. Tôi muốn cậu theo dõi một người. Theo dõi ai vậy ạ? Vợ tôi. Nhưng không phải là anh nói là không cần nữa hay sao? Không cần nói nhiều. Cậu chỉ cần theo dõi cô ấy rồi báo cáo nhất cử nhất động của cô ấy cho tôi là được. Em xin lỗi, em biết rồi ạ. Người đàn ông ấy rời đi thì trên gương mặt của Lâm xuất hiện sự lo lắng. Anh không phải là một kẻ ngốc, nên những thay đổi mấy ngày nay của Trinh anh nhìn ra hết. Chỉ có điều, cô không muốn nói nên anh cũng không ép. Nhưng cũng không có nghĩa là anh không muốn biết. Nếu như cô không nói thì anh có thể cho người điều tra. Anh cũng có thể biết. Mỗi lần trở về nhà thấy cô lo lắng, thấy gương mặt nhợt nhạt là anh đau lòng. Anh chưa từng nói là anh yêu cô đến mức nào, cũng chưa từng thề non hẹn biển với cô, càng không nói những lời có cánh. Thế nhưng tất cả những điều ấy không thể nói là điều gì, càng không thể nào đánh giá được tình cảm mà anh dành cho cô. Cho đến ngày hôm nay thì anh có thể khẳng định là anh yêu cô nhiều hơn cả bản thân của mình. Nụ cười cũng chỉ dành riêng cho một mình cô thôi. Quá khứ không tốt thì không cần nhìn lại, chỉ cần đi cùng nhau hướng đến tương lai là được. Anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết người con gái mà anh yêu thương đang phải chịu những gì. Mấy ngày hôm nay thầy cô không được vui, anh cũng chẳng có tâm trí để mà làm việc. Thực sự muốn tôn trọng quyền riêng tư của cô. Thế nhưng không biết cô bị làm sao mà khiến cho anh phát điên lên được. Anh sợ. Sợ bản thân không thể bảo vệ được cô. Sợ không đủ tin tưởng anh. Sợ cô sẽ rời xa anh. Chuông điện thoại kêu 15 phút kể từ khi người đàn ông kia đi. Nhìn thấy số điện thoại của anh ta lập tức nghe máy. Cậu nói đi. Em vô tình nhìn thấy chị dâu đi ra sân bay. Anh có biết chuyện này không? Sân bay? Đúng vậy. Lúc em tới nhà anh thì thấy chị dâu đi lên một chiếc taxi nên em bám theo. Chị dâu đang ở sân bay rồi. Em có phải cản chị lại không? Giữ cô lại. Bằng mọi giá phải giữ cô lại. Nếu không giữ được cô ấy thì cậu đừng có trách. Cô đến sân bay để làm gì? Cô muốn trốn khỏi anh sao? Cô chán ghét đến mức muốn bỏ trốn khỏi anh à? Chẳng lẽ tất cả những lời yêu thương cô dành cho anh đều là giả dối? Không phải. Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Anh điên cuồng chạy tới sân bay. Nếu như cô đi thì sao? Nếu như trong cuộc đời của anh không còn tồn tại cô nữa thì sao? Những suy nghĩ ấy khiến anh trở nên điên cuồng. Chiếc xe cứ thế lao vun vút đi trên đường tới khi ra cửa sân bay. Chị dâu! Chị dâu! Tôi nghe có tiếng gọi chị dâu mà tò mò quay đầu lại. Khi thấy được người đang gọi thì lập tức muốn bỏ chạy. Đó không phải là người của anh sao? Tại sao cậu ta lại ở đây?
Lúc ấy tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà quay người bỏ chạy luôn. Cậu ấy chạy theo tôi và liên tục gọi tôi. Chị dâu, chị đứng lại đi. Chị chạy đi đâu thế? Chị nghe em nói đã. Tôi chẳng biết bản thân mình muốn lắm đến mức nào mà lại chạy ra cửa. Thế rồi mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào người ta. Đến lúc ngẩng đầu lên định xin lỗi thì đen mặt. Người tôi đâm vào không ai khác chính là anh. Anh chồng, sao chồng lại ở đây? Tôi nhìn thấy sự tức giận trước mắt anh. Anh không nói không rằng mà cầm chặt lấy tay tôi rồi lôi đi. Không một chút nhẹ nhàng, anh ép tôi vào trong xe rồi cứ thế lái xe đi. Nơi anh đưa tôi đến không phải là nhà bố mẹ anh, mà chính là nhà của anh. Tất cả mọi người trong nhà anh, kể cả bà quản gia, đều ngơ ngác nhìn chúng tôi. Nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó. Đến chính cả bản thân tôi cũng chỉ kịp chào hỏi một tiếng rồi chạy theo anh. Nói chính xác là bị anh lôi đi. Anh mở cửa phòng ép tôi vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Liệu anh có vì quá tức giận mà đánh cho tôi một trận không? Sao tự nhiên tôi cảm thấy sợ quá? Không phải là sợ anh đánh tôi, càng không phải sợ anh sẽ mắng chửi gì tôi, mà là tôi sợ đôi mắt tức giận xen lẫn đau lòng bất lực kia. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, cả tôi và anh đều yên lặng, cho đến khi tất cả mọi thứ đều bị phá vỡ bởi tiếng quát của anh. Không có gì để nói với anh sao? Em không biết nói chuyện à? Em... Tôi ấp úng nhìn anh, còn anh thì vẫn không ngừng quát lớn. Có phải em biết là anh thương em nên bây giờ đến cả một chút tôn trọng em cũng không có? Em đi ra sân bay làm cái gì? Em có việc gì mà phải ra tận nước ngoài? Em mau nói đi. Thực sự tôi chỉ muốn sang chỗ mẹ và em trai tôi để tránh mặt anh, để cho chi không làm khó anh. Tôi không nghĩ tới trường hợp bị anh phát hiện rồi bắt lại như thế này. Vậy nên tôi không biết phải làm gì với anh cả. Sự im lặng của tôi giống như châm ngòi cho sự tức giận của anh, khiến nó bùng cháy một cách dữ dội. Anh đi về phía tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi. Nhìn anh, nói cho anh biết, có phải bây giờ em chán ghét anh rồi đúng không? Em muốn rời xa anh. Nhìn thấy mặt anh mỗi ngày là em cảm thấy mệt mỏi. Anh không đối tốt với em, hay còn vì lý do gì khác? Em mau nói đi. Tôi khóc, không phải vì đau, mà là vì nhìn vào ánh mắt của anh khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Đau đến tâm can rằng xé. Anh nhìn thấy tôi khóc thì không còn tức giận nữa, vội vã buông tay tôi, rồi lấy tay còn lại xoa lên vết ửng đỏ nhẹ giọng. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi từ anh khiến cho tôi càng cảm thấy đau lòng. Tôi không kìm được và òa lên khóc. Chồng tôi, người đàn ông của tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao anh phải xin lỗi trong khi người có lỗi là tôi? Anh đâu có đáng phải chịu những chuyện như thế này. Tôi sai rồi. Sai thật rồi. Tôi sai vì đã không tin tưởng anh. Sai vì đến chính cả ngay lời hứa với bản thân mình cũng không giữ được. Có một ngày tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ phải yêu anh bất chấp cho dù mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ là một bản hợp đồng. Có một ngày tôi nhận được lời yêu thương từ anh, tôi hạnh phúc đến mức tưởng chừng như bản thân mình phát điên. Có một ngày tôi có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào tôi muốn, có thể mè nheo, có thể bắt anh nuông chiều. Có một ngày tôi có thể nói với anh là tôi yêu anh, tôi muốn anh. Và cũng có một ngày tôi ngu ngốc, tự rời xa anh giống như ngày hôm nay. Tôi đứng dậy vòng tay ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Em sai rồi, là do em ngu ngốc. Em xin lỗi chồng. Tôi rất sợ, sợ anh sẽ đẩy tôi ra, sợ anh sẽ nói anh không cần tôi nữa. Nhưng vẫn có một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Giọng nói bên tai vẫn là một giọng nói dịu dàng. Em có biết là anh sợ nhất điều gì không?
là sợ khi anh trở về nhà sẽ không thể nhìn thấy em. Sợ mỗi tối khi ngủ chẳng có người nào ôm lấy anh. Anh sợ nụ cười dành cho riêng em sẽ biến mất cùng với em. Có biết lúc đi sân bay tìm em, anh đã điên khùng tới mức nào không? Anh thậm chí còn không nghĩ đến tai nạn sẽ xảy ra. Chỉ vì anh sợ, nếu anh đi chậm sẽ đánh mất em. Tôi vẫn khóc, nước mắt thấm ướt áo. Tôi đúng là một con ngốc. Nếu như ngay từ đầu tôi nói tất cả mọi chuyện với anh rồi cùng anh tìm cách giải quyết, để đâu có chuyện như ngày hôm nay. Nếu như hôm nay em không tìm thấy tôi thì sao? Nếu như tôi đi rồi thì còn có cơ hội quay trở lại không? Vòng tay ôm lấy anh chặt hơn một chút. Suýt chút nữa thì tôi đã đánh mất anh rồi. Anh để tôi ngồi xuống giường bệnh cạnh anh, không ép buộc mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra nào? Nếu mà em cứ im lặng thì làm sao mà anh giải quyết được? Em sợ là anh sẽ bị người ta bắt. Em sợ anh sẽ phải đi tù. Em không muốn điều này xảy ra. Em đang nói linh tinh cái gì thế? Làm sao mà có thể có cái chuyện như thế được? Đang yên, đang lành, tự nhiên em lại nghĩ tới mấy cái chuyện dở hơi đấy rồi bỏ đi. Không phải. Không phải là do em tự nghĩ ra đâu. Em thực sự không muốn đi. Và em cũng không muốn rời xa anh. Vậy thì tại sao? Có chuyện gì em phải nói cho anh biết chứ. Em có biết em như thế này khiến anh lo lắng đến như thế nào không? Anh cứ hỏi dồn dập khiến cho tôi không thể nào giấu được. Cuối cùng cũng khai ra hết. Là tại chi? Cố giữ trong tay rất nhiều bằng chứng về những việc làm không tốt của anh. Cố nói là nếu mà em không rời xa anh thì sẽ bắt anh phải đi tù. Lúc đấy em đã cảm thấy rất sợ. Em xin lỗi. Ánh mắt của anh như có muôn vàn sự tức giận. Hai tay anh nắm chặt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh sẽ không tin tôi đâu. Nhưng thật may mắn, vì người anh lựa chọn tin lại chính là tôi. Tôi thực sự sợ những ngày xa cách. Sợ mỗi sáng thức dậy không được chạm vào anh. Sợ cuộc đời của tôi không có anh sẽ lại tăm tối. Không phải vì tôi không đủ nghị lực để sống. Chỉ là không có anh, tôi không biết phải tìm mục đích gì để sống. Những ngày tháng trước đây không có anh thì cũng chẳng sao cả. Rồi mà để mất đi anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ hết ân hận. Anh kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy tôi. Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến cho tôi cảm thấy bình yên và không còn những lo sợ. Hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói với anh, không được một mình chịu đựng như thế. Nếu như hôm nay anh không tìm được em thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Em định xa anh bao nhiêu lâu? 10 năm hay là cả đời? Em xin lỗi, nhưng tại sao anh lại biết em ở đó? Anh cảm thấy em có một chuyện gì đó giấu anh, nên anh đã cho người theo dõi em. Thì ra là như vậy. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy buồn hay tổn thương, mà thay vào đó lại cảm thấy may mắn. Em ở đây nghỉ ngơi nhé, anh ra ngoài có một chút việc. Anh muốn đi đâu? Anh muốn tới tìm chi để hỏi cho rõ. Nhưng lỡ cô ta tức giận, cô ta đem bằng chứng nộp cho cảnh sát thì anh sẽ bị đẩy đi tù đấy. Anh nhìn tôi cười. Nụ cười của anh khiến cho tôi có cảm giác mình như một con ngốc. Cứ thế ngây ngốc cho đến khi anh đặt tay lên đầu tôi và xoa nhẹ. Cô gái ngốc nghếch của anh. Anh có làm gì đâu mà phải đi tù. Anh chưa từng giết người hay cướp của ai cái gì. Những thứ mà em vừa xem cùng lắm chỉ là phạt hành chính thôi. Thế nhưng trong đoạn băng ấy, em thấy anh đánh người ta mà. Em bị cô ta lừa rồi. Trong đoạn băng đấy không phải là anh, nhưng mà thực sự nhìn rất giống anh. Anh đã từng đánh ai thì anh phải nhớ chứ. Nhưng đàn anh không có một chút ấn tượng nào cả. Em chẳng lẽ không tin anh à?
Tôi có thể tin anh được không? Có thể tin anh. Mặc dù là người cầm đầu một băng đảng nhưng là chưa từng đánh người. Có thể tin anh chưa từng làm gì vi phạm pháp luật đến mức phải ngồi tù không? Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của tôi, anh lại cười. Chồng của em không phải là một tên lưu manh đốn mạt đâu. Cũng không phải là một kẻ cho người ta vay tiền rồi lấy lãi cắt cổ. Đến khi không có trả thì đánh đập chửi bới hà chặt tay thật chân. Chồng của em cũng biết đi làm từ thiện đấy. Vậy nên sau này người khác có nói gì cũng đừng vội tin, mà nhất định phải nói với anh, có được không? Nghe anh nói mà tôi như thoát ra khỏi vũng bùn lầy. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Tin anh thì không tin, lại đi tin người khác. Cũng may là anh đã kịp thời cứu vớt được cái sự ngu ngốc của tôi. Nếu không cả đời này chắc chắn sẽ sống trong ân hận mất. Nhưng em muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Anh cứ đi theo em. Tôi gọi điện cho Chi rồi hẹn cô ta ở quán cà phê. Cô ta không từ chối mà lập tức gặp tôi ngay. Còn anh thì ngồi một góc, đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hẹn tôi tới đây để làm cái gì? Suy nghĩ xong chưa? Định bao giờ sẽ rời đi? Tôi tới đây là muốn hỏi cô một chuyện. Nếu như tôi đi rồi thì tất cả bằng chứng là cô có được sẽ phải đưa lại cho tôi đúng không? Đưa hay không, nó còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Cô lấy cái tư cách gì mà đòi ra điều kiện? Vậy thì tôi sẽ không đi đâu hết. Cô dám à? Cô có biết cô đang làm cái gì không? Cô có biết ý, là anh ấy có thể phải đi tù vì sự cố chấp của cô không? Nếu anh ấy đi tù thì cùng lắm tôi chỉ phải sai anh ấy vài năm. Nếu như tôi nghe theo lời cô thì tôi sẽ phải sai anh ấy cả đời. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy thiệt thòi. Thực sự không có cách nào có thể đi được. Tôi nhìn thấy rõ sự tức giận trong mắt của cô ta. Nhìn bên ngoài rõ hiền lành mà trong thâm tâm độc địa quá. Cô ta nghiến ngấu nhìn tôi. Ánh mắt trợn ngược lên nhìn rất giống ánh mắt lúc mẹ chồng tôi lúc tức giận. Lẽ ra họ phải là mẹ con mới đúng. Giống nhau đến thế cơ mà. Mặc kệ cô ta đập bàn, tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Diễn cho vui thôi, chứ tôi quan tâm quá gì. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết rồi đấy. Cô có bằng chứng gì thì đem đi nộp cho công an đi. Dù sao thì tôi cũng có thể đợi được. Cô ta gào lên trong sự giận dữ. Nếu như cô không nghe theo lời của tôi thì tôi sẽ bắt anh ấy phải ngồi tù cả đời. Cả đời này có lẽ sẽ phải chờ đợi một người trong tù, cô biết chưa? Cô có biết thế nào là yêu bất chấp không? Có biết thế nào là cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời xa người mình yêu không? Chỉ mấy tiếng trước thôi tôi đã vì nghe lời cô mà suýt chút nữa thì trở thành một kẻ ngu ngốc. Một kẻ tự đánh mất tình yêu của chính bản thân mình. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi sẽ không như thế nữa. Vì ở bên cạnh tôi luôn có anh ấy. Luôn có sự che chở của anh ấy. Cho dù bây giờ cô có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không phá vỡ được nó đâu. Vậy nên hãy giữ lấy sự tự trọng cuối cùng của bản thân mà từ bỏ đi. Tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ để mong cảm hóa được cô ta. Ấy vậy mà thay vì cảm thấy biết ơn tôi thì cô ta lại vung tay tát tôi. Lúc ấy tôi đã nhắm thật chặt mắt lại vì không phải xả kịp. Nhưng chẳng thấy cái tát nào rơi trên mặt cả. Tôi mở mắt ra thì thấy ở cổ tay của cô ta đang bị anh nắm chặt. Cô ta run rẩy nhìn anh, nước mắt cũng trực rơi ra. Anh, sao anh lại ở đây? Ở đây để biết sau bao nhiêu năm cô đã thay đổi đến mức nào rồi. Thế rồi anh hất tay cô ta ra và bình thản ngồi xuống ghế. Nghe nói là cô đã giữ nhiều bằng chứng để tống tôi vào tù lắm. Tôi thực sự tò mò. Trước khi vào tù có thể cho tôi xem qua mấy thứ đó được không? Để biết con người đơn giản trước đây hoàn toàn đã chết. Bây giờ chỉ còn là một kẻ đến chán ghét cũng khiến người ta không muốn. Những lời anh nói ra tại sao nghe nó cay độc đến như thế. Nhưng nhìn vào mắt anh tôi có thể thấy được sự đau đớn trong đó. Có lẽ anh đã thất vọng lắm, đau lòng lắm. Có thể không sao đâu. Khi người con gái yêu bao nhiêu năm, khi tất cả những ký ức đẹp đẽ của anh bây giờ hoàn toàn vỡ vụn, tự nhiên tôi không hề cảm thấy chán ghét chi nữa. Có lẽ tất cả những gì mà cô ta đang cố gắng làm cũng chỉ vì quá yêu, cũng chỉ vì muốn quay trở về với anh thôi.
Thế nhưng những cái suy nghĩ ấy của tôi ngay lập tức bị người của anh bẻ nát. Khi họ tới và để lên bàn một số ảnh, hình ảnh chụp lại cô ta nhận tiền từ mẹ chồng của tôi, cả hình ảnh cô ta mua chuộc người của anh bằng cách nào đó để có được mấy thứ bằng chứng rẻ rách này. Nghe đến số phận của kẻ phản bội, tôi lại cảm thấy rùng mình. Với tính cách của anh thì chắc chắn là hắn ta sẽ không thể nào yên ổn. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy cay cú vì chi. Trước đây cô ta đã được anh đối xử tốt như thế nào, vậy mà chỉ vài đồng tiền mà ta có sẵn, anh ta sẵn sàng bắt tay với kẻ luôn luôn ấp ủ mưu hại anh. Chỉ vì mấy đồng tiền mà cô ta vứt bỏ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Cô ta đem so sánh với tôi còn không xứng đáng, chứ đừng nói là so sánh với tình cảm của anh. Ánh mắt anh nhìn cô ta chứa đầy sự thất vọng, đôi mắt hằn đỏ lên từng tia máu. Bà ta cho cô bao nhiêu tiền để cô bán rẻ lương tâm của mình? Nói đi, tôi sẽ đưa cho cô để cô mua lại. Cô ta im lặng mà không nói gì cả, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tại sao cô ta không giải thích? Hay tất cả những việc mà cô ta làm không có gì để giải thích? Tôi thực sự không thể nào hiểu nổi. Không phải vì trước kia là cô ta yêu anh hay sao? Cũng là vì muốn tốt cho tương lai của anh sao? Thế thì lý do gì khiến cho cô ta lại nhận tiền rồi lại hãm hại anh như thế này? Tất cả mọi thứ tiền cho, tôi bắt đầu cảm thấy rối loạn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và rồi câu nói của anh khiến cho tôi hiểu được tất cả. Có biết tại sao khi cô trở về, tôi nhất định không quay lại với cô không? Có biết tại sao quá khứ đã từng khiến cho tôi cảm thấy đau thương lại làm tôi cảm thấy ghê tởm? Là vì tôi biết tất cả rồi. Tôi biết cả chuyện cô nhận tiền của bà ta để rời xa tôi. Cho đến ngày hôm nay, cô lại nhận tiền của bà ta để quay trở về hãm hại tôi. Tình cảm của cô dành cho tôi nhiều như thế cơ mà. Cô khiến cho tôi cảm động. Cảm động đến mức chỉ muốn cô ngay lập tức biến mất khỏi mắt tôi thôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mức tuyệt vọng như thế. Anh không nói ra những điều này với tôi trước đây, có lẽ cũng vì anh không muốn cho tôi phải lo lắng. Cảm nghĩ tôi càng cảm thấy mình ngu ngốc. Cũng cảm thấy mình may mắn vì vẫn chưa thể vuột mất anh. Cô ta đứng chết chân sau những lời nói của anh. Có lẽ cô ta không thể tin được là anh lại biết tất cả mọi chuyện. Ghê tởm. Tôi cảm thấy ghê tởm. Bởi vì cô ta nói ra những lời yêu thương. Cũng cảm thấy ghê tởm bởi cái khuôn mặt hiền lành nhưng bên trong lại như một con rắn độc. Cô ta trở lại với anh, nắm lấy cánh tay của anh. Nhìn thấy cô ta nắm tay của anh mà trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Trời chẽn quá thể đáng. Anh đương nhiên là không để cho cô ta nắm lấy tay của anh rồi. Tay của anh bây giờ là của tôi. Chỉ một mình tôi được nắm lấy thôi. Cô ta, mơ đi. Anh Lâm, anh nghe em giải thích mọi chuyện đi. Mọi chuyện không như những gì mà anh thấy đâu. Em không có nhận tiền của bà ấy. Là bà ấy ép buộc em phải đi. Vậy á? Cô thừa biết là tôi không phải con ruột của bà ấy. Chắc chắn sẽ không vì bà ấy mà bỏ rơi cô. Tôi cũng nói với cô là cái công ty ấy tôi không cần. Về lý do gì để cô nhất định phải rời xa tôi? Anh biết em là vì anh mà. Biết em yêu anh đến mức như thế nào mà. Lúc ấy anh không có tiền cũng không có gì cả, em vẫn ở bên cạnh anh. Tại sao anh có thể nghĩ em là cái loại người như thế được? Mấy lời này tốt nhất cô nên để dành, quay về quá khứ để nói với tôi của quá khứ ấy. Lúc ấy tôi còn yêu cô đến mức mù quáng, không phân biệt được tốt xấu. Bây giờ thì khác rồi. Anh muốn ép em đúng không? Anh nhất định phải ép em trở thành người xấu à? Ai không biết có khi lại tưởng cô ta là người tốt từ xưa ấy chứ. Nhìn kìa, nước mắt sắp rơi ra đến nơi rồi. Đúng là cái thứ giả tạo. Tôi thực sự rất muốn biết ai sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Liệu anh có tình xưa nghĩa cũ mà siêu lòng? Nếu ngày ấy xảy ra thật thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là bản thân mình cũng không đủ can đảm để mà đấu tranh đâu.
Anh bảo là quá khứ đi qua rồi thì đừng nhìn lại nữa. Thế nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh trong thâm tâm của tôi. Mấy hôm nay tôi có chuyện với mẹ thì được biết tình trạng của em trai tôi đã đỡ nhiều. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có thể trở về nước điều trị. Nếu như không phải Việt Nam không có trang thiết bị giống như bên nước ngoài thì tôi cũng chẳng mất công đưa em tôi sang tận nước ngoài làm gì. Y học ở Việt Nam bây giờ cũng rất phát triển và các y bác sĩ cũng tận tình nữa. Nhưng dù sao thì em trai tôi được như ngày hôm nay cũng là một điều vô cùng may mắn. Cuối cùng thì ông trời cũng chịu ban phát cho tôi một tia sáng. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng chịu nhìn tới tôi rồi. Thế nhưng người con gái này xuất hiện là đem đến cho tôi một sự lo sợ vô hình. Không biết cô ta sẽ làm gì đây? Liệu cô ta có tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi không? Anh chỉ nhìn cô ta bằng cái nhìn cảnh cáo, cái nhìn lạnh lẽo của anh. Chẳng hiểu sao lại khiến cho tôi vui vẻ tới như vậy. Mặc dù tôi không dám biểu hiện ra bên ngoài. Cô tốt nhất đừng có làm gì cả. Bởi vì tôi không biết bản thân mình sẽ làm ra những điều gì nếu như người con gái tôi yêu bị tổn thương đâu. Người con gái anh yêu chính là tôi. Người anh muốn bảo vệ cũng là tôi. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Ngọt ngào đến mức đôi môi tôi bất giác nở nụ cười. Anh nắm lấy tay tôi và kéo ra ngoài. Vẫn là đi thật chậm để tôi có thể theo kịp. Vẫn là ai quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi với anh ngồi bên trong xe. Rồi anh quay sang nói chuyện với tôi. Cô gái của anh. Cười một cái cho anh xem nào. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cứ ngây ngốc nhìn anh một lúc. Rồi lại ngây ngốc hỏi anh. Sao tự nhiên anh lại bảo em cười? Anh muốn nhìn thấy nụ cười của người con gái anh yêu thương nhất cũng không được sao? Tôi đưa tay lên sờ trán anh. Không sốt nha. Nhưng mà mấy cái lời anh nói ra nghe nó cứ làm sao ấy. Tôi thực sự không quen nổi. Hay là anh cứ nói bình thường đi. Chứ anh cứ nói chuyện như thế này. Tôi còn chưa kịp nói cho anh nghe hết những điều mà tôi đang suy nghĩ thì đã bị anh búng nhảy vào mũi. Về nhà thôi. Chúng ta về nhà nào thế? Nhà của bố. Vâng. Xe chạy được nửa đường rồi tôi lại nghĩ tới Chi. Lại nghĩ đến biểu hiện của anh lúc cô mới gặp. Anh thương Chi nhiều như vậy cơ mà. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao anh biết là em đang nghĩ gì? Nhìn cái mặt nhăn nhó như thế kia thì ai mà không biết. Đang nghĩ gì nói nhanh cho anh nghe. Anh có quay lại với cô ấy không thế? Tại em thấy lúc cô ấy như sắp khóc. Nhìn em sợ anh sẽ tội nghiệp và anh sẽ lại thương hại cô ấy. Xe đột ngột dừng lại. Nhìn khuôn mặt anh lúc này, sao tôi cảm thấy có cái gì đó rất đau lòng. Có phải tôi đã làm gì sai không? Có phải tôi đã làm gì khiến anh tổn thương không? Tôi thực sự không bao giờ muốn nhìn thấy đôi mắt u sầu kia của anh. Nhưng bây giờ tôi lại không biết phải làm sao. Chỉ biết nhìn anh rồi ấp úng. Em xin lỗi. Có phải là em đã nói gì sai không? Em không tin tưởng anh à? Chưa bao giờ tin tưởng anh. Cũng chưa bao giờ nghĩ là anh thương em thật lòng. Không phải đâu. Chỉ là em cảm thấy lo sợ. Nếu em thực sự tin anh thì em sẽ không có cảm giác lo sợ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần là anh sẽ bảo vệ em. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng lo cho em một cuộc sống tốt. Cô ta khóc thì sao? Trước đây là do anh không biết cô ta là con người như thế nào, cho nên anh mới yêu bất chấp. Em nghĩ nếu anh còn tình cảm với cô ta thì anh sẽ yêu em à? Anh đổi giận thật rồi. Tôi thực sự không nghĩ câu nói của tôi lại khiến cho anh tổn thương đến như thế. Biết là xin lỗi anh cũng chẳng được gì cả. Có xin lỗi thì anh cũng chẳng thể nào mà hết giận. Chẳng còn cách nào khác. Chỉ còn mỗi một cách là mặt dày và cầm lấy tay anh. Chồng ơi. Sao? Đừng giận em nữa. Em biết lỗi rồi. Anh giận em buồn lắm. Em hứa là sẽ không bao giờ nói ra những lời linh tinh như thế này nữa.
Em nói gì mà linh tinh? Thế em sẽ không bao giờ hỏi chồng là có quay lại với cô ấy không? Cũng sẽ không bao giờ không tin tưởng chồng cả. Vậy ý là khi nãy em không tin tưởng anh? Trời ơi, cái con người này lại có mắt bẻ nữa cơ chứ. Biết là như vậy nhưng vẫn không dám phản kháng. Em Đào đâu có ý không tin tưởng anh đâu. Là tại vì em yêu thương anh quá nên em mới lo lắng thôi. Nếu em mà không yêu thương anh thì chồng tương lai em cũng mặc kệ luôn. Lại bắt đầu rèn miệng rồi đấy. Em nói thật mà. Em nói sai là anh yêu thương em luôn. Vậy nói đúng thì sao? Em mà nói đúng thì anh cũng phải yêu thương em. Lại một cái búng nhảy vào mũi nữa. Lúc thì anh gõ vào trán, lúc thì lại búng vào mũi. Ấy vậy mà cũng không cảm thấy đau một chút nào. Tôi đúng là u mê, không lối thoát rồi. Ai bảo anh vừa đẹp trai để tốt bụng như thế làm gì? Cho dù có được chọn lại 100 hay 1000 lần thì tôi vẫn chọn yêu thương anh. Và yêu anh bất chấp. Anh lại lái xe trở về nhà. Lúc về đến nhà thì thấy bố chồng tôi đang ngồi ghế. Vậy là bố đã về. Hôm nay mẹ chồng lại không được lộng hành rồi. Con chào bố à. Tôi lễ phép chào bố. Ông cũng gật đầu lại với tôi. Vẫn là kiểu xa lạ như thường trực. Cứ như vậy thì còn tốt hơn là cái kiểu giả vờ giả vịt. Bên ngoài thì tỏ ra thương yêu lắm, nhưng mà bên trong lại âm mưu thủ đoạn. Hai đứa ngồi xuống ghế đi. Bố có chuyện muốn hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Boss là Ác Nam của tác giả nữ Trương Huệ. Và chỉ còn một tập cuối cùng, đó là tập 11, thì chúng ta sẽ đi đến cái kết của toàn bộ câu chuyện này. Vì vậy thì quý vị đừng bỏ lỡ nó bằng cách hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta đồng hành tiếp tục lắng nghe với Hồng Nhung trên kênh Chị Dậu vào khung giờ cố định là 12:30 mỗi trưa nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo với nhiều dự án truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn và xin hẹn gặp lại.